20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau rồi vướng cáo, vời vợi 20 năm cuối là bao. Hơi là thế, đời sống không là bao. Hơi là bao, đời không lâu là thế. Hơi được bao năm hãy sống mà yêu nhau. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, khi xa em rồi anh biết yêu thương ai, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Em ơi ta sống là bao. Thôi là thế, đời sống không là bao. Anh biết yêu thương anh, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Em ơi ta sống là bao, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Em ơi ta sống là bao, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Em ơi ta sống là bao. Mời Mai Tiến Dũng đứng đây. Wow, thở một tí nha. Thấy ròm như vậy mà thấy bế cổ nãy giờ cũng thấy tội phải không? Em xin mời anh Hưng. Trước hết anh Hưng chúc mừng em. Đúng chọn bài hát. Tại nhảy thì phải bỏ mắt kính ra thôi, nó rớt mắt kính lên phải không? Giờ thứ nhất là Dũng chọn bài hát phù hợp với tính cách của em. Điều thứ hai á, là những cái động tác của em nhảy là những động tác khó của những người professional nhảy. Đồng thời cũng nhờ cái người partner của em nữa. Nói chung là bài hát được, nhảy tốt. Chỉ có cái đoạn chót, đoạn cuối cùng á, cái đoạn ending của em á, nếu mà em hay thêm một tí nữa, em bình tĩnh một tí nữa đó, thì bảo đảm em sẽ đủ điểm. Trời ơi, đó là chính là cái điểm. Wow, nice is good, nice is good. Xin mời chị Khánh Ly. Mai Tiến Dũng lại một lần nữa gây cái ngạc nhiên không phải riêng cho tôi mà cho tất cả khán thính giả ở các nơi. Trong kỳ tuyển lựa ca sĩ, em đã để lại một cái ấn tượng rất là đẹp và tốt trong lòng mọi người. Ngày hôm nay thì thực sự những cái bước nhảy của em làm riêng cá nhân tôi rất là ngạc nhiên. Cái thứ nhất là em làm cho tôi trẻ lại như hồi tôi 14 tuổi. Và em nhảy tôi nghĩ là chắc không có thua một người nhà nghề nào. Chúc mừng em. Anh Huy à, em thấy là anh nhìn Mai Quốc Huy Mai Tiến Dũng anh nhìn Mai Tiến Dũng nhảy thôi mà em thấy anh cũng đã thở thì học rồi phải không? Thưa quý vị, sao? Nãy giờ đó thì cái màn này là cái màn mà tôi thấy là sôi động và tạo hứng nhiều nhất. Hai người rất dễ thương, rất là bỏ hết tâm hồn mình vào bài hát. Và cái người hồi hộp thì tôi nghĩ là có lẽ là cô partner của anh này, chứ không phải là tại vì cô ấy phải nhào lộn nhiều quá. Và một cái điểm mà tôi muốn nói đó là Mai Tiến Dũng chọn cái bài này rất hay. Bởi vì tôi ngồi tôi xem hai bạn nhảy, nhưng mà tôi cứ nghĩ đến cái câu là ta sống có là bao. Thế thì ta sống có là bao mà hai bạn cứ vui, các bạn làm cái gì cũng hết mình như thế, thì đấy là một cái thái độ mà tôi phải cho. Hãy sống cho trọn vẹn. Alright, Shonda. Well, I've said it before, you are as cute as a bucket of puppies. But put you together with Anya and it's like a bucket of puppies met a basket of kittens and had baby bunnies. I mean, it's like ridiculous. And it was a great swing. It was everything a swing should be. Your kicks were high, the energy was there, your performance was there. I'm just afraid I'm gonna just... Wow, chắc chị phải hỏi em một câu thật là ngắn gọn. Làm sao em nhỏ người như vậy mà em cứ bế cô đó lên bế cô xuống hoài được vậy? Hả? Có mệt không? Em có tập lâu không? Trước hết Mai Tiến Dũng xin kính chào quý vị khán giả cũng như judges. Để trả lời câu hỏi của chị Kỳ Duyên thì công nhận thì những cái trick mà phải làm những cái này rất là khó, nhưng mà không hẳn là vì mình có sức khỏe hay không, mà một phần là do người partner của mình she có hợp tác với mình được hay không. Thì nếu mà hai người mà ăn ý với nhau thì cái gì cũng có thể đạt được hết, cho nên là mà tôi nghĩ không có gì là khó của những chuyện này hết cả. Thank you very much. Thank you Anya. Thank you Mai Tiến Dũng.